Đây xin giới thiệu con thạch sùng, trên này là thú nuôi của mình. Đây bây giờ mình cho nó ăn nha. Đấy, cơm ha. Rồi, tới ăn đi con. Rồi, đó nó ăn rồi đó. Giờ nó đi nè. Cái sáng nào nấu cơm nó cũng chạy ra nó ăn. Tối về nấu cơm nó cũng chạy ra nó ăn. Chưa kịp nấu cơm nữa mới có ngồi làm đồ ăn thôi là nó nghe tiếng nó chạy ra liền rồi. Nãy giờ cho nó ăn mấy lần chắc cũng no rồi. Chưa bị nghẹn nhiều quá. Cho nó nhiều quá bị nghẹn.